Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ cùng với các bạn đăng ký bản quyền của các phần mềm thuộc Autodesk như AutoCAD, Revit. Ở đây thì mình đã nhận được một cái thư của bên Autodesk. Nội dung thư như sau. Mình sẽ zoom lên nhé. Cảm ơn bạn đã trở thành một phần của cộng đồng các nhà đổi mới Autodesk. Quản trị viên phần mềm của bạn, Trần Văn Hùng, đã cấp cho bạn quyền truy cập các sản phẩm và dịch vụ của Autodesk bên dưới, đăng nhập vào tài khoản Autodesk của bạn để có quyền truy cập hoặc cài đặt phần mềm mới và khám phá tiềm năng sáng tạo của bạn. Thì tại sao mình lại nhận được một cái email như thế này? Bởi vì có bác, đây là bác Trần Văn Hùng. Bác là một bác có một cái tài khoản giáo viên, nên là bác ấy được lập ra các cái tài khoản của học sinh để có thể tham gia vào cái account, các cái tài khoản Autodesk dưới dạng là học sinh, thì chúng ta có thể dùng miễn phí các phần mềm. Thì với mỗi phần mềm của Autodesk thì bác ấy được mời là 125 tài khoản thành viên. Vì vậy các bạn hãy đăng ký càng sớm càng tốt để có thể bác ấy mời bạn được thành công. Thì các bước như sau. Đầu tiên thì các bạn cần đăng ký một cái tài khoản trên trang Autodesk. Thì chúng ta vào cái trang chủ của autodesk.com. Đây mình sẽ zoom lên nhé. autodesk.com. Đó. Vào trang này. Sau đó thì ở phía bên góc trái màn hình, các bạn chọn vào mục sign in. Góc phải màn hình, mình xin lỗi. Ở đây thì nếu các bạn có tài khoản của mình rồi thì đăng nhập vào. Nếu các bạn chưa có tài khoản thì chúng ta sẽ ấn vào mục Create Account, tức là tạo một tài khoản. Ở đây thì các bạn điền họ này, điền tên này, điền email, xác nhận lại email giống bên trên và điền mật khẩu. Mật khẩu ở đây thì chúng ta cần phải thỏa mãn các yếu tố sau, như đó là có một ký tự bằng chữ này, có một số và tối thiểu 8 mật khẩu với tối thiểu là 8 ký tự và có ít nhất là 3 ký tự đặc biệt. Cái này thì nói chung là các bạn cứ ấn mật khẩu mà các cái dấu V này nó tích hết thì là được. Đó, kiểu như thế. Sau đó các bạn ấn vào đồng ý và ấn create account. Đây là xong bước 1. Đến bước thứ 2 là các bạn hãy gia nhập vào nhóm hội những người dùng phần mềm Autodesk. Thì cái phần link để gia nhập vào cái nhóm này thì mình sẽ để ở dưới phần mô tả của video. Thì trong khi gia nhập vào hội những người dùng phần mềm Autodesk là một hội do bác Hùng bác lập ra. Thì khi các bạn vào trong nhóm thì các bạn sẽ ấn vào cái phần bài ghim. Bài ghim ở góc bên phải của nhóm. Mình sẽ zoom lên nhé. Đây, các bạn ấn vào phần bài ghim. Thì ở đây có hai bài ghim, thì có một bài ghim của bác Trần Văn Hùng. Đây, đây là đường link để đăng ký cách sử dụng, đăng ký bản quyền của Autodesk. Thì với mỗi phần mềm Autodesk như mình nói trên thì bác sẽ được phép mời 125 thành viên. Vì vậy các bạn hãy đăng ký càng sớm càng tốt. Thì chúng ta cùng ấn vào đường link này. Thì nó sẽ ra một cái trang Google Form để đăng ký sản phẩm AutoCAD. Ở đây thì các bạn cần phải đăng ký, cần phải điền những thông tin như sau. Thứ nhất là địa chỉ email của bạn, thì các bạn sẽ dùng luôn cái địa chỉ email đã đăng ký trên trang chủ của Autodesk. Thứ hai là tên của bạn, thì bạn nhập tên của bạn vào, họ của bạn. Thứ ba là cái email thì mình lại nhập lại đúng cái email ở phía trên này thôi. Thứ tư là số điện thoại Zalo, thì các bạn nhập cái số điện thoại Zalo mà các bạn đã đăng nhập vào cái nhóm hội những người dùng Autodesk ấy, để các bác để bác Hùng bác có thể xác minh được. Thứ phần cuối cùng đó là cái sản phẩm bạn cần đăng ký. Thì ví dụ như là các bạn dùng CAD thì các bạn dùng là điền là AutoCAD vào đây, dùng Revit hoặc là dùng bất kỳ một phần mềm nào của bên Autodesk thì các bạn cũng sẽ điền vào đây. Sau đó chúng ta ấn vào nút submit này để gửi đơn đi.
Sau khi mà gửi cái đơn đi thì các bạn sẽ chờ để bác Hùng, bác có thời gian bác sẽ vào bác ấy sẽ duyệt. Còn nếu mà chờ lâu quá mà không đến duyệt thì các bạn quay trở lại cái nhóm hội những người dùng Autodesk này, và các bạn hãy điền tên và email của bạn vào đây và tag tên của bác Trần Văn Hùng đây, bác Trần Văn Hùng này, các bạn hãy tag tên của bác vào thì nhờ bác ấy kích hoạt cho. Ok, video của mình thì xin phép được dừng lại tại đây. Nếu mà các bạn thấy video hữu ích thì hãy để lại một lượt like và một lượt bình luận, đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.